Malamed Bình Dương xin chào tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của Malamed Bình Dương ha. Và trong cái video buổi trưa ngày hôm nay thì Malamed sẽ cập nhật cho tất cả bà con, cô bác hai cái tin rất là mới. Trong phần cuối video thì Malamed sẽ cập nhật một cái tin rất là mới từ vợ chồng của anh Linh Tý và chị Bích Trâm nha. Và cách đây là 36 phút trước thì chị Lộc Vườn Cây cái một tatus như thế này: thẩm định giá tài sản án phí. Bà A tranh chấp với bà B tài sản thừa kế có hai món: món to 100 tỷ, món nhỏ 40 tỷ. Bà A đứng đơn kiện, ông C không kiện nhưng tham gia vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Một, án phí. Bà A tuổi cao không phải đóng án phí nhưng phải đóng phí thẩm định giá tài sản. Ông C cũng không phải đóng vì không đứng đơn kiện. 2. Thẩm định giá và phí thẩm định giá. Trường hợp tài sản cần phải phân chia thì thẩm định giá rất là quan trọng để biết tài sản bao nhiêu tiền mà còn chia nhau. Phần lớn các án dân sự thường tranh cãi nhau về định giá tài sản vì mỗi công ty thẩm định giá có thể ra các giá khác nhau. Bước 1. Các bên thỏa thuận với nhau chọn công ty thẩm định giá. Nguyên đơn, tức là bà A phải chịu phí thẩm định giá. Bước 2. Nếu các bên không thỏa thuận được công ty thẩm định giá, thì tòa lập hội đồng thẩm định giá và tòa trả tiền này. Vụ của bà A và bà B có đặc thù là hai tài sản, một to, một nhỏ. Bà A không hề kiện đòi 100 tỷ là món to, mà chỉ giải quyết món nhỏ vì hai nguyên nhân. Y. Nếu bà A thắng là cũng sẽ có quyền có luôn món 100 tỷ vì đây là án trước thừa kế của bà B để chuyển cho qua cho bà A, chứ không phải bà A rộng lượng cho qua món 100 tỷ. 2. Vì món kiện món 100 tỷ nên phí thẩm định giá sẽ tính trên món 40 tỷ thôi. Phí định giá chung hai tài sản khoảng là 0,020% giá trị tài sản, tức khoảng 30 triệu. Còn phí định giá món 40 tỷ chỉ khoảng 8 triệu. Mà nếu công ty thẩm định giá tình thương mà mến thương thẩm định giá cho rằng món 40 tỷ chỉ có 25 tỷ, thì có thể phí chỉ còn 4 triệu, như biểu phí các banh đang tính. 4 triệu thì chắc không nỡ bắt ông C chia cho buồn nhau. Tòa cũng có thể nhiệt tình kêu tổ chức hội đồng thẩm định giá cho khách quan. Trong trường hợp đó, bà B mỉm cười, dạ thôi, khỏi phiền nhà nước. Bên bệnh muốn công ty nào, em gặt hết cho lẹ làng, mau mắn. Đố bạn biết tại sao? Norama, kiến thức luật thông thường. Và bên dưới thì chị Lộc Vườn Cây có để lại một cái tấm hình, chỉ ghi vài dòng chữ như thế này: kiến thức lực thẩm định giá và án phí, no more drama. Và để hiểu hơn về cái thông điệp truyền tải của chị Lộc Vườn Cây thì Malamed xin phép đọc một số comment của khán giả. Thật ra chị làm nghề gì vậy? Luật sư, tài chính hay nhà văn mà chị viết bài nào? Bài nào em đọc em cũng hỏi được chút và thắc mắc, sao chị có thể hiểu nhiều được như vậy? Thật sự ngưỡng mộ. Rẻ quá thì bà ấy trả làm mưa, làm gió. Nghe có vẻ là bà B không khả quan lắm. Ít quá vậy á, tưởng vài trăm tỏi cho mấy mẹ con nó trả lòi bản hồng luôn. Rẻ quá. Đúng rồi, mình thấy chi phí thẩm định là không nhiều. Thì đó là một số những bình luận của khán giả nha. Tiếp theo thì 15S sẽ cập nhật một cái tin rất là mới từ vợ chồng của anh Linh Tý và chị Bích Trâm. Cách đây 2 giờ trước thì anh Linh Tý và chị Bích Trâm có một cái tattoo như thế này: mình bán được bao nhiêu vé kệ mình. Mình đầu tư 6 tỷ 7 cho 2 tuần kịch Tết
2024. Mắc mớ gì tao phải sao kê vé cho tụi bay cho tụi bay coi. Tao biết tụi bay mua vé vô coi lén luôn đó. Và bên dưới thì 15x có thấy là 148 lượt bình luận, 5 lượt chia sẻ và hơn 2.500 lượt like. Chúc cho Linh Tý, Bích Trâm thành công hai bộ phim này hơn mong đợi. Yêu hai em dù chưa từng quen biết, ủng hộ Linh Tý. Sao phải 7 tỷ mới chịu? Tôi nghi lắm nha. 6 tỷ 7 là số tiền vô tài khoản của cô dê chúa. Phải 6 tỷ 7 mới chịu chứ nhiều hơn hay ít hơn là không chịu đâu. À nha. Vậy nhớ sao kê có bao nhiêu còn ve vào xem mớm với vợ chồng Tý Trâm cho rung kha kha. Đầu tư 6 tỷ 7 sẽ có người nhột. Hồng Loan đi đóng kịch Phượng Rui tước học máu luôn. Yêu hai vợ chồng Linh Tý Bích Trâm quá. Yêu hai vợ chồng Tý Trâm. Hay lắm Tý Trâm, ủng hộ hai vợ chồng. 6 tỷ 7 mới chịu hà, he he. 6 báo 7 bào kha kha. Lại là hai số 6 7 ám quá ám kha kha. Luôn chúc Linh Tý Bích Trâm thành công trong vở diễn. Phượng Gia mua vé vô coi lén hả ngộ ha. Chính xác. Một lũ khờ ôm khôn sắc khốn kiếp. Chúc hai em thành công hai bộ phim này nha. Chính xác em ơi, khi nào tiền của người ta thì mới sao kê, còn tiền của mình không cần sao kê cho thằng nào con nào hết. Ok ok. Cái nghiệp và sự trả giá cho cái ngu si và lòng tham nó kinh khủng lắm. Cô Sáu, chú Bảy, Phượng Gia, ông Sạc Thành, bà Tiên Ngáo, cô Lành Chành Bồn có thể không phải trả giá bản án tù, nhưng bản án lương tâm thì theo họ cả đời và không bao giờ họ còn đắc diễn nếu còn làm trong lĩnh vực nghệ thuật và kỹ khó sống ở Việt Nam. Còn riêng chị Nga Hô thì là người ngoài thì mình không đề cập nhiều. Chị ta ngộ ra biết lỗi sớm thì có thể tha thứ vì không có quan hệ máu mủ, chắc chỉ vì bị kích động xúi dục thôi. Ve chờ công an còng tay mới chịu sao kê đó Tý. Tại sao lại là 6 tỷ 7 mà không phải 6 tỷ 8 thể? Hay đó. Bỏ tiền túi, bỏ chất xám phải thu lại thành quả xứng đáng. Chứ đâu ăn no, rưng mở bụng, dùng sắc cậu nổi tiếng để xin tiền, quyên góp, ẩm trọn cúng điếu, rồi quệt sao ghê như lời đã hứa của đám kênh kênh đó. Đó thì nãy giờ 15x cũng đã cập nhật cho tất cả bà con cô bác hai cái tin rất là mới từ chị Lộc Phần Cây cũng như là anh Linh Tý và chị Bích Trâm nha. Đến đây thì 15x Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con cô bác, quý cô chú anh chị rất là nhiều. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ 15x nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.